Người dân sống ven tuyến dân cư Cổ Chiên, hay còn gọi là khu Minh Linh, phường 5, thành phố Vĩnh Long và một phần xã Thanh Đức, huyện Long Hồ đang rất lo lắng bị bích lối đi ra bên ngoài đường lớn khi dự án này khởi động trở lại. Đến khu vực khóm 4, 5 và 6, phường 5, đi vào tuyến đan, đường mòn nhỏ sẽ thấy nhiều dấu sơn đỏ hay cọc mốc được cấm giải tỏa của chủ đầu tư. Trong đó có những dấu sơn đỏ hay cọc mốc đỏ được đánh dấu đến tận hàng 3 của các nhà dân. Có nghĩa là khi dự án triển khai thì người dân không còn lối đi lại ra đường lớn. Lo lắng điều này, người dân cho biết đã nhiều lần đối thoại với chủ đầu tư, mong muốn xin lại lối đi nhưng không được chấp thuận. Đó, nó có từ lâu lắm rồi, nó có từ hai ba đời lần dân, từ đời ông bà cô cho tới bây giờ lận. Rồi là bây giờ là chủ dự án với chủ đầu tư phối hợp lại để mà làm cái khu chung cư này. Trước khi mà lên dự án á, thì có họp dân lại lần đầu tiên, cô có đi dự thì nói là tôi lấy tới đâu tôi mở đường á, là cho mà ông mấy bà mấy cô mấy bác á, đi thoải mái đó. Rồi bây giờ tới khi chủ dự án này chủ đầu tư giao như thế nào không biết, mà bây giờ khi bàn giao lại là lấy mất con đường này, là cô yêu cầu trả lại con đường dân sinh cho người dân sinh sống. Nếu mà mất con đường này thì dân chúng trong đây không có đi ra đi vô được, tại vì 20 mấy hộ là nhờ con đường đi ra đi vô. Rồi nếu mà mất thì mấy đứa nhỏ ra đi học không có đường đi, nhiều khi có bệnh hoạn này nọ, rồi nửa đêm nửa hôm mình đâu có đường đâu đi ra. Rồi nên cũng là mong cấp trên quan tâm để lại con đường cho dân đây đi. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc đi lại của người dân khu vực này trước khi hình thành dự án tuyến dân cư Cổ Chiên chủ yếu trên tuyến hẻm hiện trạng và các lối mòn giữa thửa đất ruộng vườn liền kề. Khi triển khai dự án đã thu hồi đất theo ranh dự án được duyệt mà chưa xem xét đến việc dành lối đi cho các thửa đất giáp ranh dự án. Theo hiện trạng hiện nay, người dân phải đi qua các lô đất chưa xây dựng để vào các thửa đất của mình. Qua rà soát của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long, hiện có 11 đoạn với vị trí chiều dài ngắn khác nhau, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Cụ thể, khu vực bên phải tuyến dân cư Cổ Chiên, tuyến từ đường 14 tháng 9 đến vòng xoay trung tâm khu Minh Linh có 4 đoạn chịu ảnh hưởng. Trong đó có đoạn theo quy hoạch là đất ở. Khi triển khai dự án tuyến dân cư này đã thu hồi một phần đất nông nghiệp phía trước của các hộ dân nhưng chưa xem xét nhu cầu đi lại ở các thửa đất còn lại, cũng như chưa xem xét dành cho lối thoát hiểm. Từ đó ảnh hưởng đến việc đi lại của các hộ dân ra đường lớn, nhất là đất nông nghiệp còn lại chưa thu hồi. Tương tự, tuyến từ đường 8 tháng 3 đến đường 14 tháng 9, rồi giáp xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, cả hai vị trí bên trái và bên phải tuyến với 5 đoạn chịu ảnh hưởng. Theo quy hoạch, phần lớn cũng là đất ở, nhưng khi dự án triển khai đã làm bích lối ra vào nhà dân. Hai là cái hẻm 144 là đường 4 tháng 9 phường 5 thì có 13 cái hộ dân cũng như là một cái cơ sở thờ tự là cần phải đi trên cái tuyến đường dân sinh này. Thì hiện nay thì cái tuyến Minh Linh thì đã quy hoạch giải tỏa đã nhiều năm rồi, nhưng mà đến nay thì người dân đã mới phát hiện ra là tới đây là cái tuyến Minh Linh hình thành thì không còn cái đường dân sinh để cho người dân đi nữa. Thì qua khi mà trao đổi nhận được đơn của người dân thì hiện nay thì Ủy ban dân phường cũng đang rà soát là khảo sát để xin ý kiến của Ủy ban dân thành phố cũng như là Ủy ban dân tỉnh, các ngành có liên quan của cấp trên để xem xét giải quyết giữ lại cái con đường dân sinh cho người dân mình đi lại thuận tiện và dễ dàng hơn. Trong quá trình mà triển khai thực hiện cái dự án tuyến dân cư Minh Linh này thì cũng đã phát huy được cái hiệu quả về cái cơ sở hạ tầng, góp phần để thúc đẩy cái thị trường bất động sản và cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong cái quá trình mà triển khai thực hiện dự án đó thì cũng có một số cái trường hợp bất cập nó xảy ra. Thì khi thu hồi đất để thực hiện dự án mà tuyến dân cư Minh Linh này, có những cái tuyến đường hồi xưa là theo tư liệu bản đồ 60 đó là những cái lối đi công cộng hiện có của người dân. Thì trong quá trình triển khai thực hiện dự án đó thì đối với những cái tuyến đường công cộng này thì thu hồi để thực hiện dự án, nhưng mà không còn cái lối đi lại cho những cái hộ dân ở trên cái tuyến đường công cộng này. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ kiến nghị đối với những cái ngành chức năng đó sẽ rà soát để điều chỉnh, coi như là chừa lại những cái đường đi lại công cộng mà
hiện nay là cái lối đi của những cái người dân ở khu vực phía sau. Tuyến dân cư cổ chiên khởi động từ năm 2004, theo quy hoạch có khoảng 5.000 hộ dân, tổng diện tích khoảng 44 hectare. Dự án được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục như hệ thống thoát nước, vỉa hè, đèn đường, góp phần quan trọng mở rộng không gian đô thị cho thành phố Vĩnh Long. Với khó khăn hiện nay, mong muốn lớn nhất và cũng là mong muốn hết sức chính đáng của bà con khu vực này là ngành chức năng sớm có giải pháp mở đường dân sinh, đấu nối tuyến hẻm ra đường lớn để phục vụ đi lại, phát triển kinh tế.